có thiệt là ổn không con? Cái gì mà tăng ca làm quá trời vậy? Dạ, tại đợt này dự án gấp cho nên mới vậy đó dì. Họ sẽ tính bù ngày phép cho con mà. Ừ. Vậy sếp của con sao? Ông có hà khắc quá không? Ừ, ông không còn có vài tuổi à, cho nên cũng không quá khác biệt trong suy nghĩ. Trời, sếp sao trẻ quá vậy? Tại ông là cháu của chủ tịch. Lúc đầu á, con cũng không có thích làm việc với ổng đâu. Nhưng mà làm chung, con thấy cũng khá hợp. Ổng là một người có năng lực, quyết đoán và cũng khá thú vị. Vậy có gia đình hay bạn gái gì chưa? Ừ. Sao tự nhiên dì hỏi con câu đó? Vì hồi đó tới giờ dì chưa thấy con khe một chàng trai nào hết. Dì nghĩ ông sếp này chắc cũng đặc biệt lắm nè. Thật ra chỉ là quan hệ công việc thôi. Với lại bây giờ con đánh giá như vậy, cũng chưa có làm việc chung lâu, biết đâu sau này ông lòi ra một đống khuyết điểm thì sao? Con Phương nó gọi con nè. Nghe nè Phương. Chị ba, hôm nay chị có phải tăng ca nữa không? Ừ, không, chị đang ở nhà ăn cơm với dì. Ăn xong là chị ngủ liền, đuối quá à. Ăn cơm hả? Sướng quá à. À, chị ba nè. Tối nay chị có rảnh không? Hay là chị đi qua thăm mẹ đi có được không? Mẹ mới nói với em á, là chị không có nói chuyện với mẹ cho nên mẹ buồn á. Từ sau bữa đó, thật lòng chị còn ngại gặp mẹ lắm. Thôi, em cứ an ủi mẹ đi, khi nào chị sắp xếp được á, chị qua. Ừ, em biết rồi. À, chị ba, chị đang ăn cơm với dì thiệt hả? Sướng nha. Con nhỏ này, làm giống như là em không được ăn cơm không bằng vậy đó. Không phải, chị biết là em đang nói cái gì mà. Dì đang ở bên cạnh chị nè. Em nói chuyện với dì nha. Thôi mà đừng. Thôi mà đừng có đưa điện thoại cho dì. Bây giờ mẹ em nói chuyện với dì á thì em sẽ thấy nhớ dì á. Thôi đi. Khi nào á mẹ em thấy hết nhớ dì rồi, lúc đó em sẽ nói chuyện với dì sao? Con nhỏ này, lý luận gì mà kỳ cục vậy? Thì thôi kệ người ta đi, tóm lại là như vậy đó. Bây giờ em không có nói chuyện với dì được đâu. Bà nè, nhớ nói dì á là phải dặn dì uống thuốc đúng giờ đều đặn đó. Ừ, chị biết rồi. Vậy ngày mai gặp nha chị ba. Bye bye chị. Nó không muốn gặp gì hả? Nó nói là nó gặp gì sợ là nó sẽ nhớ gì nữa. Thực ra con biết nó rất là nhớ gì, nó quan tâm gì nữa. Nhưng nó muốn tự lập, muốn tự khẳng định mình thôi. Dì đừng có buồn nó nha. Dì hiểu mà. Ai ở cái tuổi của nó cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Hồi nãy dì nghe mẹ con bị làm sao hả? Tại con không qua thăm mẹ nên là mẹ buồn thôi. Nhưng từ sau cái hôm con cãi nhau với mẹ, con cảm thấy con ngại gặp mẹ. Con cảm giác mẹ con không có giống như mẹ ngày xưa nữa. Có thể tánh tình của bà thay đổi hay sao đó, dì cũng không tiện đánh giá. Nhưng dì nghĩ bà rất thương tụi con. Thôi, con bỏ qua cho bà đi. 20 năm qua, bà cũng chịu nhiều khổ cực rồi. Dạ, thôi để tối mai con qua bển thăm mẹ. Ờ, còn thằng Kiệt, nó làm ở công ty ổn không? Từ bữa đó tới giờ, con cũng đâu có liên lạc với anh hai đâu. Con nghĩ là anh ổn, nên là con cũng không nghe con Phương nói gì hết. Nó chỉ nói là anh đang hẹn hò với một cô làm chung trong công ty. Nó cũng tới tuổi lập gia đình rồi. Dì, anh hai vậy mà dì không giận anh hai hả? Mỗi đứa một tính, dì không có giận nó. Dì chỉ mong nó thành công hạnh phúc là dì an lòng rồi. Ông trời thì là thương tụi con, dì lúc nào dì cũng ở bên cạnh tụi con hết. Rồi đó, con nhỏ nè, con lo ăn cơm nhanh đi, rồi còn dọn dẹp đi ngủ nữa. Dạ. Ăn đi.
mình cũng muốn ăn cơm.